Chào anh em nha. Sáng nay mấy anh em mình lâu quá, mấy có dịp đi lên là chỗ biển anh em ơi. Chắc không cỡ tầm 3-4 tháng rồi. Lâu lắm rồi mới đi lên chỗ biển quay cho anh em xem. Sáng nay chợ lên đây thử xem thử có món gì không. Đây có muốn nuôi, có muốn tự nhiên chú. Tự nhiên kia mình nuôi rồi. Ờ đây là có muốn nuôi không? Có muốn nuôi thì có mùi điên không ạ? À có muốn. Dạ. Ờ. Mặc này em ơi. Rồi quá tươi luôn. Có hấu chà bá luôn. Hấu này làm gỏi thì xấu nhất luôn em ơi. Hấu này. Để xíu anh em mình xem thử để có thể mình mua về mình làm không? Ẩm thực cho anh em xem. Đi vô cái quầy đồ độc thân thuộc của mình nè. Trời lưu kìa em ơi. Ôi còn thằng lấy ra chà bá luôn à, lương bên đây lương nuôi bên đây lương đồng hay sao vậy à. Ồ đây coi bán lương đồng này nhà bum luôn đây có rán vậy rán bự không rán nước em nào lựa cho em mấy con rán to to hay dạnh nào đưa quay được thử quay cho em xem nhé. Đây mà biết đây ít nuôi đồng này mình cũng biết nữa. Ít nuôi em không? Cô lâu quá cô nhớ con không? Làm nhớ. Lạ quá. Được cô lâu quá quên con chưa? Lâu quá. Dạ dạ con với bạn gái đường gạo á. Dạ. Lâu lắm rồi sợ tưởng mấy cô quen con rồi chứ. Chưa hết nữa. Lâu lắm còn mấy tháng rồi con mới lên này à. Ủa cô đây là cũng ở cô đang mở ở với mà cắt gà luôn không? Con ngay chỗ mà cái cầu có về hôm có cái cầu dĩ á. À. Rồi mà có cái cầu dĩ mà đi ngang qua không? Là con ở bên đầu cầu đấy luôn á. Bên làm cái cá đi. À. Là bán rồi còn đi bên nhà. À. Là cá bóng to mè cũng ở dưới luôn không? À, con đây ở dưới. Con đây ở dưới mình nè. Mà con đây tuốt lên này bán luôn anh em ơi. Để qua mình quay ráng cho anh em xem. Lựa em bán rán nào to to nhất cho em nha. Ờ để em quay dạo dạ cho em xem nè. Cái lớp đồng cái gì bao này bao gì vậy? Bao lương ấy, lương gì có bao vậy? Lương nhỏ. Dạ lương gì một bao luôn kinh khủng luôn. Dạ đây là bả chuyên gia mua đồ đồng ở huyện mình. Ồ. Heo luôn. Quá luôn. Wow. Trời ơi con này nè. Dài như nghệ luôn. Anh em nhìn đã không? Một cái năm lớn. Năm chị ba. Bên đây là lưng nuôi anh em ơi. Lưng nuôi. Đó. Để mình quay cho anh em xem. Con được mấy đứa con nào? Con hả? Con đem đứa con à? Lắm. Con thiệt. Con đem đứa con đâu? Hai đứa là tí tổ rồi. Không, con đem đứa đâu? Cô đây bắt tin mình đem đứa con à. Giỡn con nhỏ mà. Con xin em 91. Dạ. 33 34 rồi. Dạ con nhỏ mà. Dạ con nhỏ mà. Từ vợ con với vợ con sớm chứ con. Dạ khổ lắm, vợ con sớm khổ lắm. Con tưởng mình có vợ rồi. Ui.
Rán một loại rán á chị? Điều điều với đất nước hả? Có đất nước nào to to á? Ba gì vậy chị? Con rán luôn hả? Mà rán nhỏ hả? Có rán to với rán... Đâu xem cái gì? Hôm nay nó đang màu với nó đâu to đâu. Nó đang con chắc ăn cá lép con hay sao này. Là bá luôn. Đây, ở đây em xem nè. Đang con rắn nè, đang con màu gì. Cái tép nè. Không có đánh bự hả? Uống quá rồi. Còn nhỏ quá. Đây là để em hẹn bữa xem. Em mua rán mà to to á. Rán to to to. Có rán nước to mà. Có rán nước to bán cho đó. Sáng nay ở chợ mình không có hàng gì to to ta. Bên đây là quầy đồ đồng chị Hạnh bảo không có là mấy kia cũng không. Rồi. Về mấy cô ơi. Sáng nay mình lên huyện cho huyện mà sao không có không có cái món gì vậy? À chắc mình ra mình lấy mình mua con cá hấu này anh em ơi. Mua con cá hấu nó về làm cá tư không chú? Cái chỗ này có một cái chỗ này là có cá đây không? Chú ơi, chú là người ở đâu? Chú ở Mỹ Đức. Mỹ Đức à, Mỹ Đức. Mua đi. Để mình mà chú ơi. Chú lấy cho con cá hấu bự đi. Con này bự nhất rồi cái gì? Rồi lấy cho. Đó. Cam đuôi luôn chú. Từ cam đuôi luôn. Anh em cho xem này. Chú canh con này thử được bao nhiêu lạng cho anh em xem chú. Dạ, cái máy cũng được chú không sao. Để quay cho anh em xem. Dạ một cái rưỡi. Bao nhiêu tiền chú? Một cái bao nhiêu tiền con tính cho? Một cái 2.5 thêm 125.000 nữa. Cho đó thêm 2 đi. Và 3.7. Dạ không, để con đi im ấy. Dạ. Ồ, đang có cái mua đỏ đó chú. Ồ, tư mà cam đuôi luôn em ơi. Cái đây là chú bác đánh lưới hay sao chú? Cái là cần câu. Câu hả? À. À, chú căng cho chú một bộ bị cho con đi. Cá đây 1.5 anh em ơi. 1.5 à. Ngậm nghi luôn chú. Đây à. À. Cá từ cam đuôi không chú? Bao nhiêu tiền chú mấy chú nói bao nhiêu chú? 37 à. À cá hấu đây ở quê em ráng 1.5 kg 2.5 anh em. Lại nhà sáng nay lên mình định đi mua chú cho gửi chú mình mua đồ đồng mà sáng nay mấy cái chỗ bà cô quen mình là mà hết hàng mấy anh em ơi. Cá hố chắc xíu giờ về mấy em mình chắc mấy em làm gỏi anh em ơi. Chú ơi, cá hố này làm gỏi là đánh không chú? Cá hố này uống. Hay là uống. Con làm gỏi luôn, về con quay phim mà. Toàn đen. Ngải Sa Pa. Nó đi ra Ngải Sa Pa. Cô dạng thanh ruột với mình nè. Bán ruột là Sài Gòn á. Cô ở đâu? Cô Sài Gòn hả? Mới sao cô ra đây? Dạ ở đây. À.
Thôi bây giờ chắc mấy anh em mình đem cá về, mấy anh em mình chắc làm món gỏi mình kêu lại. Mà muốn kêu muốn cá bự rồi đó. Dạ. Thì con gỏi lên nhau đi em. À. Sao cô? Ấy là bữa trước mình mua cá là mình qua lên đây nè, mấy người ra nói chuyện với tôi. À, bữa con mua con cá thép. À, cá gì đó. Cá thép mua của cô qua ai? Cô ạ. Rồi bây giờ chắc mấy anh em mình cũng đi về lại với nhà mình. Mình làm món gỏi thôi cho anh em xem nha. Rồi, mình đã về tới nhà và mình chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi nha anh em ơi. Rồi mình có xoài này, dưa le này, cải cây, đồ thơm. Và đặc biệt không thể thiếu một cái tô nước chấm hiền thoại. Mình thánh qua đây mình anh em ơi. Lúc này mình chấm gỏi là hết bài luôn. Bây giờ mình sẽ phi lê con cá hấu ra nha anh em. Hấu đây nè, nó rất là tươi luôn á. Mà mấy nãy mình về mình cạo đi cái lớp phấn. Ăn gỏi thì mình phải cạo lớp phấn anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ rút cái phần cây của nó ra nha anh em ơi. Cá hấu đây mà nó tươi vậy anh em, nó ngót không là nướng rồi gọi là đúng bài luôn. Để rút cái phần kỳ của nó đây nè. Đây sẽ mới cắt đoạn để mình phi lê cá ra nha. Cá hấu mà sai cỡ này là khá là to nè mày. Nên mình coi cái thịt nha. Tươi xanh, nhìn con mắt cá tươi hay cá ương này anh em nhìn con mắt là uy tín nha. Qua hàm răng nè. Dễ sợ không? Sẽ phi lên cá. Khá là dài luôn này mà. À, có trứng. Có bụng trứng ở đây mày. Wow. Trứng chắc ăn rất ngon này nè mày. Rồi một trứng, hai trứng ta. Có một cái trứng ăn. Nhìn thịt y tí nha. Đúng bài luôn. Phần bụng này mình sẽ phi lê ra mình để lại nha anh em. Thịt khá dài luôn. Cái phần bụng này mà ăn là cực kỳ béo nha anh em. Phần bụng này. Bụng anh em đem đi nấu ngót. Đúng bài luôn. Rồi mình sẽ phi lê con cá ra. Cá hấu thì nó chỉ có một cái xương sống thôi nha anh em, nó chỉ có một cái xương sống thôi chứ không có xương hơm. Thịt rất là tráng luôn, ăn tinh luôn. Mình sẽ cắt bớt mấy cái phần ria bụng này, xíu nữa mình sẽ vắt chanh nha. Cắt ra xíu nữa mình vắt chanh. Đó, bây giờ mình sẽ phi lê ra. Thịt trắng tinh luôn. Rất là trắng luôn. Xíu nữa mình sẽ trộn gia vị củ hành, ớt, tỏi, tiêu để nếm gia vị. Cá hấu đây mấy anh em mình cũng thường hay ăn lắm. Mấy chú ở quê mình thì thường ăn những cá hấu xài mà ba bốn ngón tay anh em ơi. Thì ở quê mà mua những cá này rất là đắt tiền. Cá đây mình mua gần 4-5 ngàn, 370 ngàn. Cá khá to, thịt nó chắc và cái da nó hơi già, cái phần da. Em thấy sau lưng mình cánh đồng lúa đẹp không? Đồng mình mới xài được tầm vài ngày anh em ơi. Cũng rất là đẹp. Sang lắm anh em ơi. Thịt chất nụi. Em nhìn số thịt nào biết không? Cái hố này thịt rất là ngon, trắng tinh luôn.
Đó. Quá xa đã luôn. Nó đặc biệt nó chỉ có một cái sừng sống à, chứ không có sừng dụng nha. Giờ mình sẽ phi lê hết cái số cá này, thì sau đó mình sẽ quay con đội tiếp theo cho anh em xem nha. Ở đây là cái số cá hố mình đã phi lê ra nha. Bây giờ mình sẽ vắt chanh, vắt chanh cho cái thịt cá hố mình nó tái đi. Chanh vô thì cá hố đa số nó sẽ chín khoảng mấy mươi phần trăm anh em ơi, ăn cho nó an toàn. Đây mình làm kiểu gỏi mà gỏi khô nha nè, gỏi khô bỏ hộp ra. Bát mình sẽ trộn đều lên, trộn trộn đều xíu nữa mình vắt thiệt là ráo, miếng cá hố nó ráo ăn mới ngon. Thấy số lượng chanh này thì cá thì chín luôn anh em ơi. Rồi thì mình sẽ trộn đều lên anh em ơi. Em thấy khi mình nặn chanh vô miếng cá hố mình nó teo lại đi, nó bạc lại, nó thun lại. Đó, bây giờ mình sẽ để một bên, để bên này mình sẽ làm một cái mâm reo đây anh em ơi. Reo đây mình sẽ ăn kèm dưa leo. Leo nó hơi già anh em ơi. Ở quê mình thường ăn gỏi kiểu này nè em, rau cải cây, rau thơm, cái leo của hành tây. Đó, để ít qua này, xoài, xoài mới xin nhà hàng xóm anh em ơi. Sẽ bèm ít đâu, sẽ ăn kèm với gỏi. Ăn gỏi phải rau nó đầy đủ à, anh em ăn mới cảm giác nó ngon. Làm thử miếng xoài này mày, xoài chấm nước mắm nha anh em nha. Ngon. Rồi rất cái giòn này mày. Giờ mình sẽ cho rau vô. Trang tí cho cái mâm mình nó đẹp hơn một xíu. Bây giờ mình sẽ dắt khô cái số cái hố này nha em ơi. Giác càng khô thì mình ăn nó càng ngon. Ráo cái miếng thịt ăn nó không có độ nhớt nha nè. Em xem miếng hấu rồi. Giờ nó ráo nó miếng thịt lại. Một cái hố 1,5 kg mà mình phi lê ra được có nhiêu đấy anh em ơi. Trong xương nó nhiều, bỏ phần xương tương đối nhiều. Đó.
thành phẩm số cá hấu của mình. Bây giờ mình sẽ trộn gia vị, cái đây là củ hành, ớt và tỏi. Mình sẽ bỏ vô đây. Mình sẽ nêm vô đây một ít muối trắng. Ít thôi nha anh em. Ít muối trắng và bột ngọt. Làm cho cái vị nó tương đối là vừa ăn nhẹ. Còn là tiêu rồi. Mình sẽ trộn đều lên. Trộn cho nó thấm phần muối và bột ngọt và tiêu. Thấm đều mấy cái miếng cá này này. Đó, rất là thơm luôn. Thì mình trộn đều cái hỗn hợp lại. Rất là thơm nha anh em. Rồi, quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món gỏi cá hấu đây nha anh em. Trước khi mình ăn thì cho mình xin một phút quảng cáo để mình kiếm thêm thu nhập nha anh em. Đây là sản phẩm mực cream của mình. Đây, anh em có nhu cầu thì cứ inbox trực tiếp cho Zalo của mình nha. Đây là hũ không phải nấu lưng vậy nha anh em. Hũ đây là hũ 300g mà hôm nay mình ăn mình quay video cho anh em xem á. Anh em ơi. Cái thịt rất là dày. Đó. Anh em có thể cứ bỏ ngăn mát, ngăn mát của lạnh bảo quản được tầm 2 đến 3 tháng anh em ơi. Anh em cứ để làm món khai vị hoặc là ăn cơm. Ăn cơm cũng rất là ngon nha, ăn cơm mà ăn cơm nắng hay cơm nguội đều ngon. Đó, anh em cứ inbox trực tiếp vào Zalo của mình, vào số điện thoại 0937 686 139. Anh em cứ nhắn tin trực tiếp, không cần kết bạn mình đâu. Zalo mình là Zalo mở này, anh em cứ đặt số lượng bao nhiêu và số điện thoại địa chỉ, anh em cứ nhắn trực tiếp cho mình. Hũ đây 300g nha anh em ơi. Giá 140.000, anh em mua 2 hũ thì 280.000 miễn phí ship. Còn anh em mua 1 hũ là 140.000 cộng thêm 30k ship là 170, 2 hũ là 258. Anh em mua 4 hũ là 560. Mình tặng thêm một hũ rồi anh em, hũ nha anh em. Anh em cứ bắt tiếp cho lo cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức món gỏi cá hấu nha anh em. Mình sẽ múc một ít nước chấm vô đây. Chấm này anh em ăn gỏi là xấu giá luôn. Sẽ cho một ít hành tây, xoài, dưa, rau thơm. Anh em ăn đầy đủ rau vô thì nó sẽ ngon hơn. Đó, chớ nhiều vô. À, quá đã luôn. Mời anh em nha. Nó thì cực ngọt luôn anh em ơi. Quá ngọt luôn. Thì rất ngọt. Có hấu là xa bự anh em. Ăn thì cực ngon luôn. Con này mà anh em nướng á, chấm mắm hoặc nó ngót thì tuyệt vời luôn. Gỏi thì nhiều lúc có phí quá. Rồi. Siêu phẩm anh em. Quá chất lượng luôn. Em bỏ nhiều ăn lắm, phê. Wow. Bao ngon luôn nha. Màu đen thì uống rượu thì xấu chết luôn. Chấm ngập nè anh em. Nước chấm đây là không bao giờ mặn. Nhiều anh em á không biết làm nước chấm này. Rất đơn giản anh em. Anh em giả một tầm ớt, tỏi và đường. Sau đó anh em nặng có tầm 2-3 đá chanh. Anh em không biết canh cái độ sệt đó nè. Thì anh em cứ cho từng ớt vào trước. Anh em cứ cho từng ớt vào trước và đổ xì dầu vào sau. Anh em cứ quậy khi nào hỗn hợp này nó sệt lại thì anh em dừng đổ xì dầu là nó ra hỗn hợp này nè. Rất đơn giản mà ăn nước chấm, ăn gỏi nè, ăn heo quay đồ rất là ngon nha. Mà anh em
mình làm mà bắt chân kỹ anh em, có không có bị tanh luôn. Ok, vị nằm của tiêu à, cắn thêm miếng ớt nữa. Phê. Để mình ăn một miếng riêng không cuốn rào nữa nè. Ừ. Nó tiêu nhiều không? Tiêu do nó bán đi cái mùi tanh của con cái nha. Và nó tạo ra được thơm. Mà nên. Mà ăn xong rồi ạ. Mình cảm nhận cái độ dai, độ ngọt của con cá. Mình phải lê là sạch sẽ là không có một miếng xương nào. Wow. Cái tiêu quá. Tiêu mình bỏ hơi nhiều. Đang ăn nắng quá. Thêm củ hành vô. Thôi đấy. Cuốn lại. Wow. Anh em, để thêm miếng chấm này. Quá khác luôn. Anh em bao giờ làm thử món này đi. Nếu anh em không có cá lớn, anh em làm cá nhỏ cũng được. Mình em sắc ngang luôn, không cần phi lê, anh em sắc cá ngang như mình lúc trước mình làm cá mòi, mua cá hấu có tầm 2-3 con tay anh em. Anh em sắc ngang rồi vát chanh, rồi cái xương nó sẽ giòn luôn nha. Có hấu làm gói rồi, cũng là đỉnh luôn em. Wow, cay quá. Cay mà cay tiêu không phải là cay ớt nha em. Trộn đi. Anh em. Quá ngon. Anh em nào muốn ăn tím á, anh em đặt mực tím bên mình á, anh em muốn ăn tím thì anh em cứ nhắn tin cho mình để mình nói mấy anh em quá ớt cho anh em về, một là trồng, hai là ăn thử cho biết cái vị ớt tím. Vì thật sự ớt tím nếu tới hiện tại bây giờ thì mình nghĩ ra đi cả nước Việt Nam rồi, vì mấy anh em mình có mém á, thường gửi kèm cho anh em một hai trái đó. Về anh em trồng hạt kiến thức. Ồ. Làm thêm phát nữa anh em, ngon quá. Ngày mai mình có mặt tại Vũng Rô nha anh em nào ở Phú Yên hoặc là đặc biệt là Vũng Rô thì anh em điểm danh cho mình phát nha. Mời anh em. Để mình vô mình ăn phát cuối nữa mình dừng clip với camera mình, nó thèm quá. Còn ăn quả một cái view anh em thấy không? Dưới là đào ra muống. Sau lưng mình là nguyên một cánh đồng má sợ rất đẹp luôn. Được rồi luôn em.
anh em cứ ăn quả mà anh em làm nước chấm nè, rất dễ làm và ngon. Nhiều anh em cũng nhắn tin mình kêu làm cái nước chấm này gửi bán cho anh em, mà thật sự anh em phải hiểu là khi mình củ hành và ớt này mình đem hũ mình gửi cho anh em mắc 4 năm ngày thì nó sẽ bị hôi ê, nên cách nào mà mình gửi tới anh em mà cái sản phẩm nó còn ngon được. Chứ ở đây làm đơn giản tương ớt và xì dầu không anh em ơi, rất đơn giản. Rồi chắc bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây. Anh em nào có nhu cầu mua mực rim bên mình hay là hũ này mình đã dùng rồi nha anh em, mình nhắc lại nữa là hũ đây là mình đã sử dụng rồi chứ không phải nổ lưng như thế này đâu. Hũ mình là nó dùng lên tới đây nè. Rồi còn đây hũ mình đã sử dụng rồi, mực bên mình thịt nó rất là dày anh em ơi, cái số thịt nó dày đó, mực đắt. Nên mà bỏ ngăn mát tủ lạnh cứ ăn cơm, nhiều lúc qua đi về trễ quá không có đi chợ nấu cơm được thì anh em cứ lấy ra mà hai bà con anh em ăn cơm cũng rất là bát cơm. Rồi anh em có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, gọi số điện thoại 0937 686 179. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em.